Lướt qua báo Sài Gòn Giải Phóng thì tôi thấy tâm điểm là thông tin về dịch bệnh COVID-19. Rõ ràng là như vậy rồi, bởi vì những ngày này thì dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn. Nên đây cũng là dòng thông tin chủ yếu mà các báo khai thác chuyển tải. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất áp dụng thẻ đi chợ trên địa bàn thành phố từ ngày 8 tháng 5 để phòng chống dịch. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, địa phương này đã thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo cách là mỗi hộ gia đình được phát 5 thẻ đi chợ, cứ 3 ngày thì đi chợ một lần. Thẻ có giá trị sử dụng một lần một chợ bất kỳ trên địa bàn. Thành phố Đà Nẵng tuyên truyền cho người dân tổ chức cơ cấu bữa ăn hợp lý, nắm rõ và nghiêm túc thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ để hợp tác cùng chung tay với chính quyền thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn quan trọng hiện nay. Ghi nhận gần 50 ca nhiễm, trong đó có 17 mẫu dương tính mới. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh khẩn cấp truy vết, lấy mẫu cho hơn 10.000 người dân khu vực xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Y tế Bắc Ninh đã thông báo khẩn cấp tìm người đến 24 địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Và trong đó có 3 đám cưới và 2 chuyến bay từ Hà Nội đi Cam Ranh và từ Đà Lạt đi Hà Nội. Đưa tin về công tác phòng chống dịch của Bắc Ninh, báo Thanh Niên cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này đã yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục thần tốc truy vết F1, F2, F3, các bệnh nhân điều trị nội trú, người chăm nuôi liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, thực hiện cách ly khoanh vùng và triển khai xét nghiệm diện rộng, tiếp tục nâng cao công suất xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR tại các đơn vị khám chữa bệnh trong ngành. Cũng theo báo Thanh Niên, thì tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị một tập đoàn kinh tế hỗ trợ 2 hệ thống real-time PCR và 10.000 mẫu test nhanh xét nghiệm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lướt qua báo Dân trí thì tôi thấy cũng có thông tin đáng chú ý về dịch bệnh COVID-19 khi mà thành phố Hải Dương vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 3094, nữ tiếp viên quán karaoke New KTV ở Hải Phòng. Thưa quý vị, chỉ có một ca nhưng mà điều đáng lưu ý nhất là bệnh nhân này có dấu hiệu nhập cảnh trái phép từ Lào. Do đó, lực lượng chức năng đang tập trung truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân này. Trả lời báo Dân trí, lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương cho biết, ca dương tính vừa phát hiện trên địa bàn có hộ khẩu thường trú là tại đường Hàm Nghi, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Bản thân người này làm việc tự do nên không có nơi ở cố định, đi lại rất nhiều nơi và đã từng vượt biên trái phép sang Lào vào đầu năm 2021. Đến tháng 4 năm 2021, người này tiếp tục vượt biên trái phép nhập cảnh vào Việt Nam. Khi về Việt Nam thì bệnh nhân đi rất nhiều tỉnh thành, nên hiện nay công tác truy vết của ngành y tế gặp rất nhiều khó khăn, do bệnh nhân không thể nào nhớ rõ được lịch trình lẫn phương tiện đi lại. Cũng ghi nhận tại Hải Dương, nhưng phóng viên báo Vietnamnet thông tin ở một lĩnh vực khác, đó là 2021 là năm đầu tiên quả vải Hải Dương được bán trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử là Alibaba, Vosho, Sen Đỏ và Lazada. Quả là một thông tin vui, có phải không anh Nhật Vinh? Rất vui là đằng khác nữa đó Thủy Tiên. Bởi vì như vậy, nông sản sẽ dần thoát khỏi cảnh phụ thuộc vào thương lái, giá cả bấp bênh. Và không chỉ có vậy đâu. Khi mà bán được ở trên các sàn thương mại điện tử, thì người nông dân cũng biết cách chăm chút hơn cho sản phẩm của mình. Không chỉ ở mẫu mã mà còn ở chất lượng sản phẩm nữa. Và để hỗ trợ nông dân thì tỉnh Hải Dương đang tiến hành những bước cần thiết để phấn đấu trước ngày 18 tháng 5 đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Vietnamnet, niên vụ vải năm 2021, Hải Dương có trên 9.100 hecta vải với sản lượng ước khoảng 55.000 tấn. Để chuẩn bị cho mùa vải sắp tới, bà con nông dân Hải Dương đang tham gia khóa huấn luyện, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc và tham gia gian hàng, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại trên sàn thương mại điện tử. Thông qua khóa huấn luyện này, ngành nông nghiệp Hải Dương mong muốn giúp các cá nhân tổ chức nắm vững quy trình truy xuất nguồn gốc và quy trình giao dịch khi tham gia các sàn thương mại điện tử, từ đó mở rộng thị trường cho nông sản, giải quyết được những điểm nghẽn trong tiêu thụ nông sản Hải Dương. Thưa quý vị, hai ngày qua thì dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng khi mà nhận được thông tin là 8 người chết trong một vụ cháy xảy ra tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy đã được ngành chức năng làm rõ. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời anh Nguyễn Thành Tựu là người duy nhất chạy thoát khỏi đám cháy, kể lại rằng lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa nấu xong thì vô ý làm đổ xuống sàn nhà. Xi chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy cách đó khoảng 1 mét gây cháy. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, căn nhà có tổng diện tích là 126 m², kết cấu một trệt một lầu, một lửng.
Nhà có một cửa trước, một cửa bên hông. Thế nhưng cửa bên hông thì bị khóa chặt. Căn nhà này là cơ sở sản xuất kinh doanh xi đánh bóng gạch được chế biến từ sáp đèn cầy và dầu lửa, nhưng chưa có giấy phép.